ông đang làm tò he đấy cháu ạ. Thích quá, ông cho cháu làm cùng với nhé. Được chứ, cháu bé ngoan. Thế cháu thích tò he hình gì nào? Cháu muốn làm những băng giới ngộ nghĩnh, đáng yêu, để có thể chơi cùng các bạn. Ông dạy cháu làm ông nhé. Được, vậy ông cháu mình cùng bắt tay vào làm thôi.